Xưởng gỗ Đồng Kỵ Giá Rẻ xin kính chào quý khách. Và trong video clip ngày hôm nay thì xưởng chúng em xin giới thiệu mọi người một bộ rồng đỉnh gỗ hương đá. Và cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em thì mới hoàn thiện xong mà thôi. Thì hôm nay thì em xin đi sâu vào bộ sản phẩm này cho toàn thể tất cả mọi người cùng xem và cùng chiêu ngưỡng cái bộ rồng đỉnh đẳng cấp nhất của bên cơ sở nhà em mọi người nhá. Thì tiến sâu vào. Và cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở nhà em xin báo giá công khai giá chỉ có là 75 triệu mà thôi. 75 triệu cho một cái bộ sản phẩm rồng đỉnh với chất liệu gỗ là gỗ hương đá như thế này. Và trước mắt mọi người đây đó chính là chiếc đoạn. Đoạn này của nhà em làm kích thước của nó thì là dài là 26, chiều rộng của nó thì là 63 và chiều cao của nó thì là 1m8 mọi người nhá. Đấy, cao 1m8, hàng cực kỳ là đại luôn, cực kỳ là đẳng cấp. Và tiến sâu vào từng đường nét chi tiết. Mình nghe phía trên này mọi người nhìn những cái đường đục chạm cực kỳ là tinh xảo. Đấy, và đây thì hiện tại nhà em vẫn đang qua để mộc thôi nhá. Còn nếu khi hoàn thiện hoặc cạo lạo đục tỉa thì nó còn đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đấy. Rất là đẹp luôn. À, cực kỳ là đẳng cấp. À, sản phẩm này của nhà em đã qua là những cái đợt phơi ngoài trời. Vì những cái đường nét chi tiết đục chạm như thế này mà để muốn nó khô cong. Đấy, mà để nó hoàn thiện lên nó đẹp thì phải phơi cực kỳ là lâu. Đây là nhà em đã qua là phơi rồi. Đấy, vẫn để mộc thô mọi người nhá. Vẫn rất là nhiều những cái bén bẩn như thế này. Đấy, nếu như hoàn thiện lên nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Đây mọi người để ý nhìn cái mẫu rất là đẳng cấp, rất là chất lượng. Tay nhà em thì là tay khuỳnh 14 mọi người nhá. Tay khuỳnh 14. Đây, phơi. Mọi người để ý rất là sắc sảo luôn. Đây khuỳnh 14 mọi người ạ. Vẩy. Những cái đường vẩy đấy đục bằng tay không thôi đấy mọi người ạ. Nếu như hoàn thiện nhà em lại phải cạo qua bằng tay hết, rất là chi tiết cái đoạn này. Vách nhà em làm là vách dày 5 phân. Vách dày 5 phân ở giữa đục là long trầu mật nguyệt mọi người nhá. Đấy. Rất là quý phái luôn. Đẳng cấp của bên cơ sở nhà em. Tiến xuống dưới thì là tè rồng. Đấy, tè nghi. Rất là khỏe mạnh, rất là uy quyền. Đấy. Và khuôn tranh tiền nhà em làm là khuôn tranh tiền là dày là 6 phân. Ván nhà em làm là ván dày là 1 phân 6 mọi người nhé. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Hàng đây mọi người nhìn rất là bề thế. Và bên cơ sở nhà em đang bán với giá chỉ có là 75 triệu hoàn thiện đầy đủ. 75 triệu cho một cái bộ sản phẩm như thế này. Tiếp theo đó chính là chiếc ghế đơn. Ghế đơn này nhà em làm kích thước của nó thì là rộng là 1m, dài là 1m và chiều rộng của nó thì là 63 mọi người nhé. Nhìn bộ sản phẩm rất là trường, rất là đẳng cấp và quý phái. Đây, đây chính là chiếc ghế đơn. Tiếp theo hàng ngồi cực kỳ là về thế luôn, cực kỳ là sang trọng nhá. Và hương đá là một trong những cái top đầu của bên cơ sở nhà em. Ở trong top đầu bên cơ sở nhà em về cái độ cứng cáp, về cái độ chắc chắn. Và để đúc ra một cái bộ sản phẩm này thì cực kỳ là lâu và mất thời gian. Đấy, vì gỗ hương đá bản chất của nó thì cực kỳ là cứng. Và khi mua sản phẩm bên xưởng nhà em sẽ được bảo hành cho mọi người là 30 năm mối mọt công vinh. Và giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc. Giao hàng kiểm tra hàng đúng chất lượng rồi mới phải thanh toán. Tiếp theo đó chính là chiếc bàn. Bàn này nhà em làm kích thước của nó thì là rộng là 70 và dài là 1m45. Và mặt bàn nhà em làm là mặt bàn đục tứ linh. Đục tứ linh mặt bàn liền nguyên một tấm mọi người nhá. Có ngăn kéo hai bên kéo ra kéo vào đầy đủ. Và chiếc đun này nhà em làm là đun đục hóa rồng. Đấy, đun đục hóa rồng. Cũng có ngăn kéo luôn. Và khi mua sản phẩm bên xưởng nhà em sẽ được tặng kèm thêm là kính bàn và kính đôn là dày là 1 phân. Tổng thể của bộ sản phẩm này là có 6 món, là gồm có là 2 chiếc ghế đơn. Đấy, 2 chiếc ghế đơn này, 1 bàn, 2 đôn và 1 đoạn. Hàng 6 món mình nhé. Hiện tại thì em đang để mộc thì nó vẫn còn hơi bẩn bẩn một chút. Nó không được hoàn hảo. Vì hoàn hảo, muốn hoàn hảo mình phải hoàn thiện nó thật là kỹ càng. Mà hoàn thiện cái bộ sản phẩm này thì nó rơi vào tầm độ nửa tháng thì có thể hoàn thiện được cái bộ sản phẩm như thế này mọi người nhá. Đấy.
Và bộ sản phẩm này em xin nhắc lại giá chỉ có là 75 triệu mà thôi. Nếu như quý khách hàng nào đang xem video này của em thấy hay, đừng quên để lại cho em một lượt like và một lượt comment thật nhiều ý kiến ở phía dưới. Và cơ sở nhà em là ở đối diện Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Và ai đang có nhu cầu muốn em tư vấn thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0355 99 0857 hoặc là số 0374 460 371 mọi người nhé. Cần alo cho em thôi thì em sẽ tư vấn chi tiết cụ thể cho toàn thể tất cả mọi người. Kết thúc video ở đây thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.